con tôm to quá. Đây về giờ cái bên cái nào giật này, có tôm mà mình có tôm vậy, thấy vớt được hả? Dễ lắm. Bây giờ tao thấy cái bên nào được hả? Hả? Bây giờ tao có thấy ai được đâu? Đồ bên kia được nhiều ghê thật. Câu xong rồi giờ là nhậu tại chỗ luôn. Dưới thì vẫn đang câu. Câu xanh câu hay lắm. Đó là được rồi đó.